Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần cuối cùng của bài 2. Trước hết xin mời các anh chị và các bạn chúng ta xem cách viết và cách đặt câu của các từ trong bài 2. Đầu tiên ta có từ ba bà. Ba bà có nghĩa là ba hoặc là bố. Ví dụ như hỏi: Nì ba bà shēn tǐ hǎo ma? Tha shēn tǐ hěn hǎo, xiē xiē. Bố của bạn có khỏe không? Ông rất khỏe, cảm ơn. Kế tiếp ta có từ mama. Mama là mẹ. Nì mama shì lǎo shī ma? Mẹ của bạn là giáo viên phải không? Nếu khẳng định là shì, tha shì lǎo shī. Vâng, bà là giáo viên. Còn nếu không thì bù tha bù sư lào sư. Không phải, bà không phải là giáo viên. Kế tiếp nữa ta có cụm từ xin quên. Xin quên là xin hỏi. Ví dụ xin quên, nì cơ cơ sư lào sư ma? Bù tha bù sư lào sư. Xin hỏi anh của bạn là giáo viên phải không? Không, anh ấy không phải là giáo viên. Chúng ta sẽ tách ra, ta có một từ xiền. Xiền không có nghĩa là mời hoặc là nhờ. Ví dụ mời vào là xiền chiên, mời ngồi là xiền chua, mời thầy vào là xiền chiên. Kế tiếp nữa ta có từ quên. Quên là hỏi. Ví dụ như tôi hỏi anh ấy cái gì đó, wǒ wěn tā, anh ấy hỏi tôi, tā wěn wǒ. Kế tiếp nữa ta có cụm quy xiên. Quy không có nghĩa là quý, quý báu, còn xiên là cái họ. Như vậy quy xiên có nghĩa là cái họ quý, hay mình có thể dịch âm Hán Việt là quý tánh. Người Trung Quốc khi làm quen với nhau, lịch sự người ta sẽ hỏi họ chứ không hỏi tên. Ví dụ xin quên nín quê xiên. Wǒ xīng Wǎng. Wǎng xiān shēng, nín hǎo. Nǐ hǎo. Kế tiếp nữa ta có từ xiān. Xiān là cái họ. Để hỏi thông thường, nǐ xīng shěnme? Bạn hỏi gì? Wǒ xīng Xiè, tôi họ Tạ. Kế tiếp nữa ta có từ xiên sơn. Xiên sơn âm Hán Việt là tiên sinh, có nghĩa là ông hoặc là ngài. Xin quên nín sư quảng xiên sơn ba? Sư, wǒ xīng Wǎng. Xin hỏi ông là ông Vương phải không? Vâng, tôi họ Vương. Kế tiếp nữa ta có từ ba. Từ này có hai cách dùng. Thứ nhất là đặt ở cuối câu dùng để hỏi khi mình biết, mình đoán được câu trả lời. Thứ hai là đặt cuối câu khi mình đề nghị ai làm gì. Ví dụ, Nǐ pěng yǒu shì xuě shēng bā? Bù, tā shì lǎo shī. Bạn của anh là học sinh phải không? Không phải, cô ấy là giáo viên. Hoặc là đề nghị ai làm gì, ta xem ví dụ bên dưới nào. Xiào Wǎng, nǐ zuō bā? À, bạn Vương, bạn ngồi đi. Kế tiếp nữa ta có từ chào. Chào là tên, tên là. Ví dụ, xin quên, nǐ jiào shěnme? Wǒ jiào Jìn. Xin hỏi, bạn tên gì vậy? Tôi tên Tiến. Tiến hoặc Tấn đều được. Kế tiếp ta có từ nǐ mén. Nǐ là bạn, còn nǐ mén là các bạn, các anh, các chị. Như vậy là chỉ số nhiều đó. Ta xem ví dụ, nì minh họ, hoa nhiễn, xê xê niễn. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến, xin cảm ơn anh. Kế tiếp nữa ta có từ cưa cưa, cưa cưa là anh. Xin quên, tha sư nì cưa cưa ma? Sư, tha sư wǒ dà cưa. Xin hỏi anh ấy là anh của bạn phải không? Vâng, anh ấy là anh cả của tôi. Ta cưa là anh cả.
Kế tiếp nữa ta có từ chè chè. Chè chè là chị. Tha sư ní chè chè ma? Bù sư, tha sư của hào phận vô. Cô ấy là chị của anh phải không? Không phải, cô ấy là bạn thân của tôi. Mở rộng cách dùng. Wǒ shì xuè shēng, wǒ dà jiè yě shì xuè shēng, tôi là học sinh và chị cả của tôi cũng là học sinh. Quán xéo chè nín họ, ta có từ xéo chè là cô hoặc là chị. Xin chào cô Vương. Kế tiếp nữa ta có từ tì tì. Tì tì là em trai. Ví dụ, xin quên, tha sư nì tì tì mà? Sư, tha sư của xào tì. Xin hỏi, cậu ấy là em của anh phải không? Vâng, cậu ấy là em út của tôi. Kế tiếp nữa ta có từ mê mê. Mê mê là em gái. Ví dụ, nì mê mê sư sẽ sớm mà? Sư, wǒ hě xiǎo mèi shì xuè shēng. Em gái của anh là học sinh phải không? Vâng, tôi và em gái út tôi là học sinh. Ta chú ý phân biệt từ tha là anh ấy, cậu ấy gì đó, thì bên trái là bộ nhân đứng. Mọi người xem ví dụ, xin quên tha sư nì ti ti ma, thì từ tha đó là phải ghi bằng nhân đứng. Sir, tha sư của xiao ti. Vâng, cậu ấy là em trai út của tôi. Từ tha đó cũng là nhân đứng phía bên tay trái. Và từ tha là cô ấy, chị ấy, thì từ tha đó bên trái là bộ hoặc là chữ nữ. Ta có ví dụ, nì mê mê sư lào sư ma? Bù sư, tha sư xuế sơn. Bù sư, tha sư xuế sơn. Từ tha đó phía bên trái là bộ nữ. Và ta lưu ý là tham minh, nếu là viết bằng nhân đứng thì nhóm nam giới hoặc là có cả nữ giới cũng được. Còn từ tham minh mà bộ nữ phía bên trái thì cái nhóm người đó chỉ có là nữ giới thôi. Kế tiếp ta có từ hoan diện. Hoan diện là chào mừng ai từ ở đâu đó đến. Xie lào sư, hoan diện hoan diện. Xie xie nì mên. Xin chào mừng thầy Tạ đã đến. Cảm ơn các em. Kế tiếp nữa ta có từ trơ. Trơ là đây hoặc là này. Trơ sư nì phận yêu mà? Sư, wǒ mén shì péng yǒu. Đây là bạn của anh phải không? Vâng, chúng tôi là bạn của nhau. Hình thức phủ định là zhè bù shì. Zhè bù shì wǒ péng yǒu. Đây không phải là bạn tôi. Từ kế tiếp nữa ta có từ wèi. Wèi là lượng từ chỉ cho người, mình có thể dịch là người hoặc là vị cũng được. Âm hán Việt của nó là vị. Ví dụ, zhè wèi shì shuǐ. Tā shì wǒ lǎo shí. Na wèi shì shuǐ. Tha sư của mê mê. Vị này là ai? Ông ấy là thầy tôi. Còn vị kia là ai? Cô ấy là em gái tôi. Thì đến đây là kết thúc cái phần cuối cùng của bài 2 để chúng ta chuẩn bị bước qua bài 3. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn.